Xin chào anh em, Oppo F3 là chiếc smartphone được gọi là chuyên gia selfie. Máy thì không chỉ được nâng cấp về những cái tính năng cơ bản nhất về camera mà nó còn được trang bị cụm camera kép ở phía trước. Với một ống kính có độ phân giải là 16 megapixel, kế bên thì chúng ta sẽ có camera góc rộng lên đến 120 độ. Camera này thì nó có độ phân giải là 8 megapixel và cả hai thì đều có độ mở khẩu lớn là f/2.0. Camera sau của máy thì có độ phân giải là 13 megapixel. Cảm biến thì có kích thước là 1/3 inch và có khẩu độ là f/2.0. Cùng với đó thì máy cũng được trang bị công nghệ lens theo pha và Ultra HD cho một cái khả năng chụp ảnh ngon hơn. Khi mà mình chụp ảnh selfie ở chế độ bình thường, góc chụp của ống kính hẹp thì thực ra nó cũng đủ rộng rãi để cho các bạn có thể chụp. Nếu như mà bạn không có nhu cầu selfie nhóm hay là muốn lấy những cái phong cảnh phía sau, như là tấm này thì mình chụp trong cái lớp học thì thực ra thì cũng đủ dùng. Vẫn có thể lấy được bàn ghế này, mặt mình thì vẫn đẹp trai cái kiểu. Nhưng mà khi mà mình chuyển sang cái chế độ chụp góc rộng thì nó cho một cảm giác khác hẳn. Các bạn có thể thấy là nó lấy được nhiều bàn ghế phía sau hơn. Thậm chí là cái góc chụp của máy thì có thể nói là rộng như một cái hang động luôn, khi mà mình lấy được cả lớp luôn như thế này. Và quá là bá đạo, nó không cần phải dùng đến gậy selfie, chỉ cần chúng ta đưa lên và chụp mà thôi, nó cả lớp trong một cái bức hình. Còn về chất lượng chụp ảnh thì phải nói là hoàn toàn không có nhiều điểm để chê và cũng như là phàn nàn, tại vì máy được tích hợp chế độ làm đẹp Beauty 4.0 nên là cho hình ra thì đẹp mắt, da dẻ mịn màng hồng hào mà vẫn không mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên, không quá ảo và cũng như là lừa tình như là những cái phiên bản trước đó. Mấy các em gái thì nhìn vào cái phiên bản này phải nói là chết mê chết mệt luôn. Ngoài ra thì cũng nhờ vào cái hệ thống camera kép nên là khi mà mình trải nghiệm cái tính năng xóa phông ảo cho cái ảnh selfie trên Oppo F3 này thì thấy là khá thú vị. Nó làm nổi bật chủ thể và cũng như là cái khuôn mặt của bạn nữ này nhìn nổi bật hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì cái phông nền nó được làm mờ đi, tạo một cảm giác như là được chụp từ một cái máy ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì mình thấy là cái phần vùng bị xóa phông đôi khi nó chưa có được mịn lắm và một số chỗ thì bị lem, như là ở cái phần tóc này của mình. Có cảm giác như là kiểu bệt bệt, và hy vọng với những cái phiên bản phần mềm tiếp theo thì Oppo sẽ khắc phục cái tính năng này để cho nó chụp ngon hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với camera chính của máy. Phải nói thì nó cho một cái tốc độ bắt nét và chụp nhanh khi mà các bạn để chế độ auto trong cái môi trường này đủ sáng. Nhưng mà khi chụp ở chế độ HDR hay là siêu HD thì máy sẽ mất khoảng tầm 2 giây mới xử lý xong cái quá trình ghép ảnh. Về chất lượng thì máy cho ảnh chụp ở mức trung bình khá so với tầm giá. Với cái tấm ảnh này thì các bạn có thấy là cái phần lá cây được tái tạo tự nhiên, nhưng mà mình thấy là nó hơi nhạt và cũng như là cái dãy sáng chưa được sâu cho lắm. Bù lại khi mình chụp ở chế độ HDR hay là cái chế độ HDR Auto thì nó cho thấy cái sự cải thiện về độ cân bằng trắng hay là giữa những cái vùng tối và cái vùng sáng trong ảnh thì nhìn nó thích mắt hơn. Và cũng như là cái phần mây thì nó sẽ có một cái độ nổi khói. Mình thì có thử chụp cái chế độ chuyên nghiệp trên chiếc F3 này và thấy rất là hài lòng. Cái phần hoa trắng nó được làm nổi lên rất đẹp và hiệu ứng xóa phông ở phía sau thì nó khá là mù mịt. Tổng kết lại thì chiếc F3 này thì có thể coi như là cái sự nỗ lực đưa camera selfie kép lên những chiếc smartphone tầm trung của Oppo, khi mà mức giá thì nó gần tương đương với những sản phẩm rất là thành công của hãng như là chiếc F1S hay là F1S 2017. Máy thì thật sự là gây ấn tượng tốt với mình nhờ vào camera 8MP có góc chụp rộng, tạo nên những bức ảnh tự sướng thú vị và lạ mắt, giúp các bạn có thể dễ dàng chụp được khi mà đi cả nhóm ở trong lớp. Và như các bạn có thấy là mình chụp được cả lớp luôn, rất là bá đạo. Hoặc là các bạn có thể chụp được những cái phong cảnh ở phía sau nhiều hơn khi mà các bạn đi du lịch, đi chơi. Kế bên đó thì chúng ta vẫn sẽ có camera 16MP. Nếu như mà các bạn không muốn chụp góc rộng thì chụp bình thường thì nó cũng cho chất lượng rất tốt. Và theo các bạn thì các bạn thấy khả năng chụp ảnh trên chiếc Oppo F3 này như thế nào? Với mức giá thì gần khoảng 7 triệu đồng thì các bạn sẽ lựa chọn Oppo F3 hay là một chiếc smartphone nào khác? Đừng quên để lại comment bên dưới video. Nếu mà các bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ like, share và đừng quên subscribe kênh YouTube của Hack Channel. Cảm ơn các bạn đã xem video.